Xin chào các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với kênh xe tải của mình. Thì hôm nay mình xin giới thiệu với các bạn mẫu xe Ben tồn kho mà bên mình đang thanh lý giá rẻ, là mẫu xe Ben 2,5 tấn của nhà máy Vinasuki 2500 PA. Thì hiện tại xe này là đang có giá rất là hấp dẫn. Đời cao nhất của xe này là đời 2012. Xe này được đóng thùng mở 3 cửa hông. Kích thước lớp thì lớp bằng nhau hết, lớp trước bằng lớp sau. Còn cái cầu xe thì cầu xe sử dụng cầu xe 3,5 tấn. Xe này là đóng sắt thép rất là dày. Chúng ta sẽ đi một vòng quanh xe. Mặc dù đời 2012 nhưng mà xe còn rất là bóng mới nha các bạn, không có dấu hiệu gì gọi là xuống cấp theo thời gian. Hiện tại thì bên mình đang còn tồn kho 2 chiếc đời 2012 nha các bạn. Xe này sử dụng động cơ du chai, động cơ này là công nghệ của Mỹ, tiết kiệm nhiên liệu. Sau đây mình sẽ đến với phần nội thất của xe và sẽ sau khi phần nội thất này mình sẽ chạy thử xe một đoạn cho các bạn xem. Đây là bảng đồng hồ tích lô này, bảng điều khiển trung tâm này, đầy đủ hết. Tay số 5 cấp cho các bạn, thắng tay, tắt máy. Đây là vị trí gài cốc BTO. Đây là còn non hạ Ben, còn đây là số mạnh. Cabin 3 chỗ ngồi. Đây là mình sẽ đóng cửa lại và mình sẽ khởi động máy nhé. Kính này sử dụng kính quay. Mặc dù là đời 2012 nhưng xe sử dụng đồng hồ điện tử, có đèn báo đầy đủ. Kiểm tra số rồi, mình sẽ tiếp tục về đề máy. Và sau đây mình sẽ chạy thử một đoạn cho các bạn xem là xe này mặc dù đời 2012 nhưng là chạy rất là mượt. Xe sử dụng động cơ tới 2.7 lít, động cơ rất là lớn nha các bạn. Đây, chúng ta sẽ vô số và ngã thắng tay. À, rồi, khởi động thôi. Đoạn đường mình sử dụng để test xe là đoạn đường vòng quanh xưởng của mình thôi. Chuyển số 2. Rồi. Tin vui cho quý khách hàng khi mua xe Ben Vinasuki 2500 PA 2,5 tấn sẽ được hỗ trợ ngân hàng lên đến 65% giá trị xe, thì tương đương với khách hàng chỉ cần bỏ ra từ 100 đến 120 triệu thôi là có thể sở hữu được xe. Đây là chiếc xe mình chuẩn bị giao khách, vừa mới đăng ký biển số luôn, khách ở Long An. Đây là khu vực kiểm tra BDI lần cuối, chuẩn bị giao về cho khách hàng. Thùng xe Ben Vinasuki 2,5 tấn có kích thước dài là 2m940, rộng là 1m740 và cao là 6 tấc. Xe sử dụng là lớp 750 16 trước sau bằng nhau hết luôn nha các bạn. Cầu xe lớn này. Trùm lại cho các bạn thấy.
khi mua xe thì công ty mình sẽ hỗ trợ là trang bị bình mới cho ắc quy mới cho khách luôn, còn ắc quy cũ theo xe của xe thì hiện tại là đã theo thời gian thì đã hư rồi, mình sẽ thay ắc quy mới. Đây là hệ thống ben đít lớn, đít rất là lớn, thùng dầu thủy lực này. Đây là động cơ du chai 2.7 công suất 70 mã lực, có bô tăng áp. Đây xe có số mạnh. Xe khi mà được giao cho khách hàng, trước khi giao cho khách hàng sẽ được bọc da. Đây, bọc da lại cho khách hàng nên khách hàng yên tâm về xe khi mà vận hành sử dụng. Ghế ngồi rất là thoải mái, êm. Đồng hồ điện tử luôn. Sau đây chúng ta sẽ nổ máy xe này lên để kiểm tra hoặc là nghe tiếng máy của xe. Tiếng nổ rất là giòn và êm nha các bạn. Xem cái tiếng nổ của động cơ ha. Xe sử dụng động cơ dương chai ga cơ, dễ vận hành sửa chữa, có chủ vô tăng áp 4 máy 45 lần hàng. Hệ thống chassis thì hai lớp chúng ta. Đây là động cơ. Xe ben tiêu chuẩn thì sẽ không có máy lạnh theo xe. Thì nếu khách hàng có nhu cầu lắp thêm máy lạnh thì vẫn còn chỗ lắp. Đây là cái bu ly vẫn còn một chỗ để lắp Jaguar. Để biết thêm thông tin chi tiết của xe hoặc đặt mua sản phẩm, vui lòng gọi số hotline 0949909698 để được tư vấn nha các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.